Vâng, xin chào tất cả mọi người. Chào mọi người lại quay trở lại với kênh Xem Bóng Đá Là Có Tiền của mình. Thì ngày hôm qua mình đã nhận định 3 trận bóng và trong 3 trận bóng đấy mình có 5 kèo và mọi người đã ăn cả 5 kèo rồi thì ai có thể chưa xem thì các bạn có thể là xem lại 3 cái clip mà ngày hôm qua mình up lên về nhận định 3 trận đấu ngày hôm qua các bạn nhé. Thứ hai nữa là mình xin chúc mừng tất cả các bạn đang trong nhóm Zalo của mình ngày hôm qua đã ăn 5 trên 6 kèo mình cho. Thì cũng mong là tất cả anh em sẽ luôn luôn theo dõi kênh, ủng hộ kênh, hãy like, share và đăng ký kênh giúp mình để mình luôn luôn có động lực làm những video sau tốt hơn. Để anh em không phải chờ lâu nữa thì mình đi luôn vào cái nhận định chính của trận đấu ngày hôm nay. Hôm nay mình sẽ nhận định trận đấu giữa Atalanta và Napoli. Vâng, trận đấu này thì Atalanta sẽ có một chuyến làm khách rất là khó khăn trên sân nhà của Napoli. Hai đội bóng này sẽ tranh giành cái vị trí thứ 3 và thứ 4 ở trên bảng xếp hạng. Nhưng hiện tại là Atalanta đang có 20 điểm sau 9 vòng đấu, còn Napoli thì đang có 17 điểm sau 9 vòng đấu. Nếu như Napoli giành được chiến thắng ở trận đấu này thì họ sẽ cân bằng số điểm 20 đối với Atalanta, còn nếu như Atalanta giành chiến thắng thì họ sẽ bỏ xa hơn Napoli ở trong cái cuộc đua top 3 lần này. Vâng, với cái phong độ hiện tại của Atalanta thì các bạn không thể phủ nhận được là cái hàng công của họ đang rất là vào form, khi họ đã có một cái chiến thắng rất là khó tin 7-1 trước Udinese. Dường như là thời điểm này thì Atalanta đang thi đấu một cách rất là bùng nổ. Vâng, điểm một chút về cái phong độ đối đầu giữa hai đội. Thì sau cái trận đấu ngày hôm nay thì hai đội sẽ còn một trận đấu gặp nhau vào tháng 3 năm 2020 ở lúc 21 giờ. Còn trận đấu ngày hôm nay, trước đó thì Atalanta đang có 2 chiến thắng, Napoli có 3 chiến thắng các bạn. Vậy nếu như trong 6 trận thì hai đội mỗi đội đang chiến thắng 3. Còn nếu như trong 5 trận gần đây nhất thì Napoli đang có chiến thắng nhỉnh hơn. Vậy là con số thống kê dường như không nghiêng về ai cả. Trận đấu nhiều nhất của chúng ta là có 4 bàn thắng từ năm 2017. Còn nói tiếp đến cái phong độ của hai đội thi đấu trong thời gian gần đây thì đối với Napoli thì họ cũng đang có một chuỗi trận tới 3 hòa và 2 trận thắng, trận thắng Hamburg với tỷ số là 2-3 và trận thắng Hellas Verona với tỷ số là 2-0. Còn Atalanta thì họ đang có một chuỗi trận khá là thăng hoa khi mà họ đang có chuỗi trận thắng và họ chỉ để thua gần đây nhất thì họ chỉ để thua Manchester City một trận tỷ số là 5-1. Trận đấu này thì về cái lực lượng thi đấu của cả hai đội thì không có vấn đề gì thay đổi, vẫn là cái mũi nhọn Isilic, Muren, còn về bên phía Napoli thì vẫn là Insigne và Milik. Vâng, hai đội bóng này thì nói chung là thời điểm hiện tại hàng công khá là vào form của Atalanta thì tôi khá tin tưởng cái đội bóng này. Và tất nhiên rồi, ở trận bóng ngày hôm nay thì tôi sẽ chọn đi cái kèo Atalanta cửa dưới các bạn nhé. Atalanta cửa dưới và một kèo xỉu. Có thể trận đấu này Atalanta sẽ giành chiến thắng ngay trên sân nhà của Napoli với cái tỷ số là 2-1 dành cho Atalanta. Và trên cái trang chủ Cucasino GZ thể thao của Cucasino này thì họ cũng đang đưa ra rất là 4 cái kèo cho tất cả các bạn đấy. Còn kèo hiệp 1 nữa nhưng mà tôi không bắt kèo đó nên tôi sẽ không chụp lại cho tất cả mọi người xem. Vâng, trong thời gian vừa qua thì đã làm rất nhiều video và cho tất cả mọi người rất là nhiều nhận định chuẩn và anh em ăn thông khá là nhiều. Hãy nhanh tay kết bạn với Zalo ngay dưới này của tôi để được đưa vào nhóm nhận kèo miễn phí hàng ngày các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở cái video lần sau.